Đang phát sinh chào bạn. Sau đây đang phát sinh giới thiệu các bạn máy Zomacy KM50 tương đương với KM5000. Máy có chế độ bay tuner, xả cước nhanh, cối nông, và giới thiệu các bạn câu xa bờ ra thoát cước, cối nông thoát cước, lô lô chạy cước đây các bạn. Chế độ bay tuner điều chỉnh tốc độ ra của cước, nhà chế độ bay tuner tỷ lệ truyền 5.2.1, cối kim loại gọi nhé. Mười cộng một vòng bi gọi là 11 vòng bi. Đấy, tay quay tay cầm thiết kế bớt ôm tay. Chứa dây đây các bạn, chứa dây của lô. Mm là chứa 360 mét, 0,35 là chứa 300 mét, 0,45 là 220 mét. Chứa khá nhiều dây Zomacy. Vừa rồi đang xin giới thiệu các bạn máy Zomacy KM50, vừa cối nông vừa chế độ xả cước nhanh, thích hợp các bạn câu lục xa bờ. Đang xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.